Xin chào mừng các bạn đến với hòn đảo Jeju xinh đẹp. Hai ngày vừa rồi của các bạn ở Seoul thế nào? Đã rất tốt ạ. Phòng tắm này nhìn ra ngoài. Bởi vì đây là tầng 99 là anh. Phương Anh bảo là Phương Anh không dám đi vệ sinh. Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Nhiều trải nghiệm mới. Các bạn đã tìm hiểu qua về hòn đảo Jeju này chưa? Ở Jeju này có 3 yếu tố rất nhiều. Đó là 1 là phụ nữ, 2 là gió, chúng ta đang thấy gió đang thổi rất mạnh đúng không nhỉ? Và 3 là đá. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là chủ đề sport. Trước khi tham gia hành trình, chúng ta sẽ có một thử thách, một mini game nho nhỏ dành cho các bạn. Trước tiên xin mời hai bạn nữ bước lên phía trước. Nhắm mắt lại. Hai bạn nam sẽ có quyền lựa chọn người con gái sẽ đồng hành cùng mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời hai bạn nữ mở mắt nhìn người đồng hành cùng mình. Luật chơi của chúng ta như sau. Ở đây chúng ta thấy có hai cái rổ và ở chỗ kia sẽ có bóng. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là dùng gió để thổi bóng, sau đó hút quả bóng đó. Đội nào trong vòng 2 phút rổ được nhiều bóng nhất thì đội đó sẽ có quyền đi hành trình sang chảnh. Chúc các bạn may mắn. Thời gian bắt đầu anh, bắt đầu anh. Thẻ hoán đổi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách. Phần thưởng cho bạn là thẻ bài hoán đổi. Chúc là người tìm được. Cái này là của Chúc. Dù gì á, em cũng không nhẫn tâm như anh để hoán đổi bạn chơi đâu. Không. Đây là lần thứ hai. Em không hiểu. Nếu mà ngày mai mà anh không ở đội của em nữa thì anh sẽ hoán đổi người kia để lấy em. Hoán đổi người kia để lấy em. Để lấy em. Yeah. Có một cái bí mật nho nhỏ thế này. Đến nửa buổi Trung lỡ bỏ Ngọc Anh đi. Nhưng nhân được Trung nói với Ngọc Anh là dù xa cách quà đâu cũng đã. Và dù thế nào đi chăng nữa thì Trung vẫn yêu Hòa. Yêu Hòa. Tại chị em thắng làm cái gì? Không có lẽ không thắng. Nóng thủng đầu ra ấy. Đây à? Đây à? Mà đi xe này rộng chỗ mấy chỗ cơ, kia có 2 chỗ còn nóng cơ. Đi làm gì, em nghĩ đi cái này nó hợp lý hơn. Xe buýt vàng, một trong những phương tiện giao thông công cộng độc đáo tại Jeju. Bên cạnh màu sắc nổi bật và thiết kế có phần hoài cổ thì chiếc xe 45 chỗ này còn được trang bị đầy đủ, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của khách du lịch. Trên xe có catalog, cẩm nang du lịch và bản đồ hướng dẫn. Mỗi ngày, xe chạy 12 chuyến, bắt đầu từ 8 đến 19 giờ, đi qua 22 bến đỗ là các danh thắng, sân bay và khách sạn lớn. Cái gì? Thôi cái này cũng mát được. Mát như thế này. Không, em xe đấy nếu mà nóng quá nó vẫn bật lên được. Bật kiểu gì? Thì bật cái môi lên. Còn gì gọi là môi trần nữa.
Cái này nó là gì ạ? À, nó là hệ thống hướng dẫn bell, tức nghĩa là khi nào mà em muốn dừng lại thì em gõ vào đây, hiểu chưa đúng không ạ? Ờ thế. Khi nào mà em muốn dừng đâu ấy thì em chỉ cần ấn đây thôi, tinh tinh là nó sẽ dừng lại. Xe kia nó chỉ có 4 chỗ. Em đếm xem, 32 ghế. Ui trần nắng nơi. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Theo lộ trình thì chúng ta sẽ đến biển Ino, Inho Teu. À đây. Như là 18 Inho Teu. Ra đảo Jeju bao giờ chưa? Chưa bao giờ. We don't talk anymore like we used to. Đến rồi. Em được đi xe Busan đến bao giờ chưa? Em á? Ghê quá, chắc về anh cũng phải lấy máy cắt ra anh cắt mui xe anh thành xe mui trần. Một cái xe mui trần để mua được 6 cái xe của mình. Hoặc là, wow. Hoặc là em nghĩ là anh nên đi xe cởi trần ra. Ngồi ở mui mà nó. Tức là ngồi lên mui xe cởi trần nó thành mui trần. Được trải nghiệm cuộc sống ở sao hạng S Hàn Quốc. Team Sang Chảnh tiếp tục với chuyến đi về phía nam của đảo. Đó là thành phố Sokwipo, cách sân bay Jeju khoảng 45 phút di chuyển bằng ô tô. Là tóm lại mình được đi tàu ngầm. Đúng rồi. Đây là, tiếp tục là lần tàu ngầm á, tàu ngầm tức là mình sẽ được xuống dưới lòng biển luôn á. Đúng rồi. Mà đi trên con tàu chứ không phải là mình đi tàu ngầm á. Không. Sao không ăn? Em không ăn được kem từ nhỏ, anh Trung nhớ điều đấy nhá. Anh sẽ tặng Hòa Minzy một cái trong chóng nhân ngày chúng mình được đi với nhau. Kết thúc ngay sau tàu ngầm này. Tàu dương không phải là cái. Xin chào mừng Trung Duồi và Hòa Minh Di đã đến với con tàu này. Chuyến tàu này dành riêng cho Trung Duồi và Hòa Minh Di. Mà vẫn có người khác đến. Tất cả mọi người xung quanh này là phục vụ cho chuyến đi của mình. Oh, wow. Anh, hai ngày ở đây anh nghe được khá nhiều tiếng Hàn rồi. Đá kia là đá nhân tạo vậy? Đá này mà đá nhân tạo. Đá nhân tạo đấy là dùng bê tông chắn sóng. Trong em thì chưa được đi tàu ngầm bao giờ. Em cũng chưa đi tàu ngầm bao giờ. Em còn chưa dám lặn đúng nước bao giờ luôn. Em rất là tò mò. Sắp tham gia được chuyến đi tàu ngầm này rồi. Đang nói sắp tham gia được mà sắp tham gia được cái tàu ngầm này thì tham gia em cảm thấy rất là sợ. Quay vào trước. Cho bọn chú đi ra tháng người đó trước. Bọn chú sắp tham gia cái này thì em cảm thấy là em rất sợ nước bị chui vào tàu ngầm. Thế thôi. Cứ ngắm đéo rồi. Sắp được tham gia đi... Với cả em cũng sợ. Sắp được tham gia đi tàu ngầm thì cái này cái... Em rất sướng á. Bởi vì chưa bao giờ em được đi tàu ngầm. Em rất sướng á. Hết rồi. Bây giờ này cho anh. Ui đâm đâm. Ui không phải à. Ui. Anh đi. Cái kéo nó lại. Không thể nó phanh. Không thể nó phanh gì hết. Phanh. Yêu cầu quý khách không được bấu vào ghế. Yêu cầu quý khách không được bấu vào ghế. Yêu cầu quý khách không được bấu vào ghế. Từ độ sâu khoảng 40 mét,
qua cửa kính tàu ngầm, những nhân vật của chúng ta được chiêm ngưỡng thế giới thực vật đa dạng, những chú cá đầy màu sắc, những dạng san hô kỳ ảo và cả những màn biểu diễn đặc sắc của thợ lặn. Everyone, have a nice time. Are you ready? Yeah! Yeah! 자, 가겠습니다. 우리 한국분들 잘해 주셔야 돼요. 전체 오, 박수 세 번 시작. 위에 모니터 봅니다. 모니터 본장 네. 신자오. 신자오. 언니 신자오. 신자오. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 공주들 너무 이쁜데요. 우리는 지금 강여반 10m 지점을 지나고 있습니다. 강여반 반학생이 활발히 이루어지는 수심 10m까지가 해주는 일 중서식지입니다. 최근 유네스코 인류 무형문화재. 아이 뭐 저 나이네. 제주 해녀. 여러분들은 와우. 아, 저 간 미덕 녀야. 저 간 수간 23m다. 작은 입을 오물거리며. 저기 새 사과. 저 감은. 저기 저기 새 사과. 제주에서 가장 사랑받는 고기인 자리돔은 dù thế nào đi chăng nữa thì chung vẫn yêu hòa em ba cái bắt tặng em chứ còn anh để say sỏi rồi. Mọi anh em muốn một miếng. Oh wow. Ôi san hô đỏ, san hô đỏ. Wow. Đây là san hô đỏ em ạ. San hô quý hiếm ấy. Con hầu ạ, con hầu. Em biết cái màu trắng kia là cái gì không? Nước bọt cá voi hóa thạch. Good. Anh nghĩ là phim sang chảnh, từ sáng tới giờ anh đi anh thấy chỗ nào cũng sướng. Nói chung là từ đầu hay sao? Không cần. Về thôi. Tôi tin nhắn được KCON à? Yeah. Các bạn vừa được tham quan cảnh vật dưới làng Đại Dương. Đi dòng ngầm á? Ừ. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời. Hãy tới Pacific Land ngay bây giờ để đi trải nghiệm thôi nào. Pacific Land là gì? Anh có biết không? Anh cũng đã đi bao giờ đâu mà biết. Nhưng mà anh thấy là đi với cả team sang chảnh này, chơi cái gì cũng thấy sang đấy. Cái gì cũng thấy sướng ấy. Nói chung là cứ được đi trải nghiệm mà sướng rồi. Lê. À, Opa. Pacific Land. Let's go. Đây là đang ở đâu? In Hotel Orbit đúng không? Là 18. Đây là số 8 mà. Hiểu. Chị số làm gì? Thế bây giờ là làm cách nhau nào? Cách nhau 10 địa điểm. Đây chị dùng app đi. Chắc xem nó ở đâu đúng không? Đây. Hotel Orbit. 7,02 km đấy hả? 7,02 km tức là bây giờ chị em phải đi bộ ấy hả? Do ai vậy chị của em. Làm nào? Bây giờ nhá, bây giờ chị cõng em đi thôi, không lên. Không, không em cõng được chị ạ. Mà tại sao lúc nãy em không có cản chị? Hôm nay em ngồi trên xe làm gì và em cứ nằm ra như thế xong rồi để chị á phải để ý hết tất cả mọi thứ. Đúng không rồi. Bao giờ phải đi bộ nữa chứ. 7,02 km em không đi bộ được đâu. 7 km đó hả? Đây này. Còn còn 5.000 bước nữa. Từ từ để in xem cái app này. Bây giờ mình mới đi được con nửa chặng đường nha. Thank you. Em ăn cái gì để chị mua cho nào? Mẹ. Mẹ ta. Đói quá.
Đây chả cá à? Ừ. Em không xin hàng nhiều mà em không biết à? Em đói lắm, em không quan tâm. This is like a secret way. This way is magic. Basic way, right? Yes. Em không biết con đường này nó hay như thế nào đâu. Hay gì? Chị đọc về cái này rồi, cái này rõ ràng lắm. Em không cần phải bật máy mà nó cứ thế nó tự đi á. Đốc, bây giờ em thả chai xuống đi xem người ta nói đúng không? Thả nó ra. Ui, mạnh này cơ à? Dã man nhỉ, sao nó có thể đi được như thế này? Eo, nó cứ đi theo mình kìa. Nó đi theo mình kìa. Cách sân bay quốc tế Jeju khoảng 7 km, con đường Tukebi Jeju nổi tiếng với những bí ẩn kỳ thú như xe tự leo dốc sau khi thắt máy, nước chảy ngược lên cao sau khi rót khỏi chai hay các vật dụng tròn sẽ tự mình tìm đường lên đỉnh. Chính những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến con đường chỉ dài hơn 100 mét sở hữu vô số cái tên: con đường bí ẩn, con đường ma, con đường yêu tinh, hấp dẫn hàng ngàn du khách mỗi năm. Nhà hàng Man Puchong được xây dựng từ năm 1982 với các món ăn nổi tiếng rất tươi ngon từ hải sản, trong đó ấn tượng nhất là món cá nóc hay còn gọi là cá fuku, rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc chế biến món cá này không hề đơn giản. Người có thể chế biến món ăn này phải là đầu bếp được cấp chứng chỉ hành nghề chế biến cá nóc. Đây là lần đầu tiên anh được ăn ở team sang chảnh ấy. Lần đầu tiên anh được ăn ở team sang chảnh. Cái gì? Lần trước anh không được ăn á? Không, lần trước là đói quá xong rồi xin sang team bụi để đi ăn ấy. Thật đó? Đẹp kìa. Tranh này là theo về cuộc sống sinh hoạt của người trên đảo Jeju. Đây là đám cưới. Thật sự đi hôm nay á, chủ đề sport cho nên là quần áo trang phục của anh em mình cũng rất là sport. Đi sang chảnh ăn thế này cơ. Rau trộn. Không phải, anh làm sao ấy, hôm qua em đã ăn đi sang chảnh rồi. Em sẽ chia sẻ cho anh một vài bí quyết của đi sang chảnh. Đó chính là chúng ta phải ăn nhỏ giọt từng chút một. Tại sao? Ăn từ, xong rồi thức ăn sẽ ra dần. Ăn giống kiểu người có tiền đấy à? Đúng rồi. Mà ăn ít thôi. Không phù hợp. Đừng ăn nhiều. Với cả là nhá, anh nhớ bên ekip nhắc chưa? Thì ăn đũa thì không được úp xuống đó. Cái này thì team bụi cũng biết rồi. Đũa thì không có chiều nào để úp xuống cả. Chỉ có thìa không được úp xuống thôi. Ok. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Lại tiếp tục là một món rau à? Ô, đây là lẩu cá. Lẩu. Rau cần ạ. Đúng không? Chắc là chưa đủ món đâu. Ví dụ như đây là bước sinh hoạt. Tập trung ở đây thì chúng ta có thể thấy hai chị em. Ở đây người ta đề thơ này. Nhưng mà cái ý là đầu tiên em phải hỏi là cái anh phân tích cái này khó đúng không? Bức tranh này rất khó để phân thơ tích đấy, đúng không? Thơ đấy. Ok, phân tích thơ đi. Người ta viết đây là hai đứa ở chung một nhà. Đấy, hai đứa ở chung một nhà. Đây xem. Hai đứa ở chung một nhà. Tehi là chị, em là Kim Sơn. Làm thơ phải biết gieo vần. Nếu gieo không được thì thơ bị ngát. Thật sự luôn là anh ấy phân tích, anh bảo là bức tranh này khó phân tích lắm, thì có hai cô gái này ngồi ở đây thì anh bảo là đây phải bức tranh này phân tích hai cô gái ở đây. Đúng. Tức là Kim Sơn là chị, Thi là chị, em là Kim Sơn. Kim Sơn. Làm thơ phải biết gieo vần, nếu gieo không đúng thì thơ bị ngang. Kasamita. Kasamita. Achamani. Kasamita. Cảm ơn là Kasamita. Và sau đây là giọng hát của bà Vicky. Hát phải ăn gì đây? Nói hỏi nhà nhỉ? Rồi. Ok,
Nếu mà anh thích ăn thì anh cho vô. Anh làm bật y hệt đi. Thôi đừng mà bắt người ta làm, anh làm y hệt đi. Anh ngủ dậy rồi mà. Chào. Em cảm thấy á. À, hôm nay cô bảo là cái cô tức là cô lúc vào cô. Em bảo là em cảm thấy là cái nồi đậu này mát cực kỳ luôn. Rau này, nấm mè, đậu này, anh em ít đậu thôi nhá. Cá. Bá xe cái đứa để sốt chay trong đầu thế ạ. À, cô bảo là cho các cái món này vào đây. Anh em. Wasabi, wasabi đều có sốt chay. À. Được rồi, đây xong rồi lấy cái này chấm vô đây. À. Em đánh anh xong rồi, em sang lại này. Con cá này là con cá phu phù và con cá này là ở đất nước là Hàn Quốc và Nhật Bản ấy. Nó là một loại cá cực kỳ quý hiếm. Tức là nó sẽ giúp cho người ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng. Không, nhưng mà có một đặc điểm là cái da của con cá này cực kỳ độc. Độc như kiểu là cá lóc của Việt Nam ấy. Nếu mà nấu mà không đảm bảo được cái trình độ nấu ạ. Không đảm bảo được cái trình độ nấu ạ thì sẽ rất là gây hại cho người ăn. Nếu mà nặng có thể là bị tử vong. À, tức là nấu không khéo ăn cá cường dương 24 tuổi. Nên nói chung là đầu bếp phải là những đầu bếp có tay nghề rất là cao mới được nấu món này. À, mình có thử. Nhưng mà biết làm sao được đầu bếp tay nghề cao hay không? Thì đầu bếp đấy là được kiểm chứng, người ta kiểm chứng luôn á. Cấp bằng chứng chỉ. Cấp bằng, đúng rồi. Ai có bằng mới được nấu cá. Đúng rồi. Phu phu. Phu phu. Anh đi tìm bụi á, ở bên tìm bụi mà anh học được cách này. Cho cơm vào trong ăn cho người khác nha. Cơm không bị dính này. Nhưng cơm không bị dính các bạn. Ở bên này em có được học không? Em không. Ngon. Ủa. Xong chút nữa em sẽ bật mí cho chương trình một cái rất hay là em vừa phát hiện ra. Nhưng mà sau khi em ăn miếng này thử đã. Xin giới thiệu với mọi người, đây là hình ảnh chú cá phu phù trước khi bị xử tử. Đó chính là chú này. Mỗi chú cá bị xử tử thì đều sẽ được giữ lại một bức ảnh để làm kỷ niệm. Chú này nhìn rất giống chú cá trê bị sưng. Chắc là bị đập cái gì vào đầu sưng ấy. À, nóng quá. Ê, gì? Có cái gì hay chưa kìa? Rồi chơi đi. Ôi. Đây. Đi. Bên cạnh vẻ đẹp nền thơ, lãng mạn, Jeju còn sở hữu những môn thể thao sôi động và kịch tính. Lái xe ô tô buggy, thể loại off-road sẽ mang đến cảm giác hồi hộp, một chút ganh đua và thăng hoa chiến thắng. Bạn không cần phải có bằng lái xe ô tô, bởi trước khi bắt đầu sẽ có một khóa huấn luyện nhanh. Lưu ý, độ tuổi tối thiểu được thuê xe tự lái là từ 17 tuổi trở lên. Uầy, em thắng cơ mà. Cái gì? Chị thắng rõ ràng là chị thắng, vòng cuối là chị thắng, vòng cuối là tất cả. Chương trình ai thắng nhỉ? À vâng, cảm ơn. Thị trường nó phải tên này chứ lại. Xa thì xa thật đấy, nhưng mà em thấy trò gì cũng có. Đây á, có khi đúng là thiên đường của du lịch ba lô. Được. Yeah. Ba lô gì thì ba lô, nhưng mà ngồi đi. Cây tiêu thân mến, bây giờ chúng tôi đang rất mệt và chúng tôi đang ở trại đua xe của đảo Jeju. Bạn có thể cho tôi một trợ giúp được không? Các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi sẽ gửi cho bạn một chiếc xe đến đón. Đi em, mũi chân,
em mất nước rồi. Mệt lắm rồi. Em yên tâm. Ui trời. Không bao giờ cây tiêu bỏ mình đâu, em yên tâm. Đẹp trai như em sao mà bỏ được. Có như ông trung ruồi còn bỏ được thôi. Hiểu. Anh ơi. Mà những nhân vật yếu tố chủ chốt nhưng không thể bỏ được. Có lẽ chị là một người thân thiết hay nhắn tin cho cây tiêu em hiểu không? Em phải thấy là tầm quan trọng khi em có thể đi được với chị. Đây à? Hiểu. Ủa? À... Ai đấy à? À... Đi cái như là nhầm xe em. Anh đi à? Anh đi em cơ mà. Đi em mua Trần cơ mà. Sao thành môn Minh này? Kia. Anh đi em có xe đi chắc mình phải đi xe khác nhỉ? Korean khác lạ sang đây còn cái gì nữa? Thôi, có còn hơn không? Đi đâu tiếp nhỉ? Đi ra biển. À đúng rồi, chị nghe nói là ở đảo Jeju này nó có một cái quán trà. Em ạ. Quán trà. Đợi. Bây giờ chị search nha. Đợi chị tìm app nha. Visit Korea. Tea in Jeju. Anh ơi, anh chờ bọn em qua chỗ này. Excuse me, can you drive me to this address? Pacific Land nằm ngay gần vùng biển thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp Trường Moon Resort. Khi đặt chân tới đây, bạn sẽ được hòa mình vào khuôn viên tràn ngập cây xanh, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ nhìn thẳng ra biển và phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy những chiếc thuyền dương cánh buồm trắng như đang mời gọi du khách hãy nhanh chân tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Wow, mà mình được đi du thuyền hẳn hoi luôn á. Lúc sáng chỉ là một cái thuyền thôi. Cái của mình ta. Ok, cứ vào đi. Nếu mà cái nào của mình là người ta sẽ chào mình. Cái nào của mình hết. Annyeonghaseyo. Wow. Ui. Ui. Ngồi đây chắc được hả? Hình như đây là du thuyền của bọn mình luôn á. Hôm nay bọn mình đi này sao ấy? Cái này của bọn em luôn à? Hả? Yeah. Ôi. Ê, thế này chắc là nhìn khá là hưởng thụ. Em nghĩ là bọn mình sẽ ngồi đây uống rượu vang hoặc là rượu vang với nhau. Chắc là hết trải nghiệm rồi á. Hết nhiệm vụ rồi. Thôi, nếu mà đã cho ra biển thì cho nhiệm vụ gì nữa. Thế đi rồi. Let's go. Ăn uống có gì ăn nhỉ? Đây là bánh. Thôi em phải ăn. Bóc ra rồi để em nhỉ? Bánh ngon. Anh lái tàu trẻ thế. Ôi! Ây! Gì vậy? Gì vậy? Rửa chân cho đỡ hôi. Kì thật sự là câu cá đấy, câu cá đấy. Câu cá không cần cần. Thật sự là anh dùng ruốc chân để câu cá à? Không phản ra biển. Đấy, em còn phải đi tìm giày. Giày ơi.
Gì đấy, em say sóng lắm rồi, đừng có nhiệm vụ gì nữa. Vùng biển này có rất nhiều cá. Nhiệm vụ của các bạn là phải câu được 10 con cá. Trong thời gian 30 phút hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ được nhận món quà của KTO và bật mí các bạn biết Trung Rùi là người lấy trộm giày của bạn. Đấy, Trung Rùi. Anh say lắm rồi, anh nói thật là anh có lỡ trêu em, anh say sóng lắm. Anh trêu cái gì, anh phải sống lại đi. Còn bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đây này. Được rồi, đấy, làm cái nhiệm vụ ấy trước đi rồi lấy giày sau. Ôi trời ơi, bây giờ nó kéo cong cần xuống đi. À, nó cong cần xuống à. Ôi Trung Rùi, có anh cong rồi kìa. Ô, của em cong rồi đấy. Đâu, phải không? Ờ, kéo phải không? Quay đi. Quay nha. Trời ơi, tưởng thế nào? Câu cá nó không phải nằm ở giỏi hay là không, mà nó là may mắn. Anh đừng có nói nữa. Em lấy may mắn đấy. Rồi, thôi, ngồi đây. Sao hết thời gian rồi mà mới được một con à? Bảo tàng trà Osulok nằm giữa vườn chè xanh bát ngát. Đây là bảo tàng trà xanh đầu tiên và lớn nhất Hàn Quốc. Đến đây, bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử của trà, ngắm nhìn các dụng cụ pha trà truyền thống và đắm mình trong hương vị trà Hàn Quốc. Ta-da, đến rồi. Đây em ơi, đây không phải là quán trà đâu, đây hẳn là một bảo tàng trà luôn á. Chuyến đi lạc đã đưa hai nhân vật của chúng ta đến với bảo tàng trà cao cấp tại Jeju. Nơi đây, hai nhân vật của chúng ta được học trà đạo Hàn Quốc và rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều điều thú vị. Sao Hàn Quốc chỗ nào cũng rộng, đẹp vậy? Sao lại có một nơi không gian thưởng thức trà nó tuyệt vời như thế này cơ chứ? Mình có được pha trà kìa em. He says you look so beautiful. Cái đầu tiên là phải trà nó nóng em ạ. Thưởng thức một cốc trà, ăn một cái bánh, tuyệt vời. Không còn điều gì để có thể tưởng tượng hơn. Yo. Em biết không? Cái lỗi sai duy nhất bây giờ là em có mặt ở đây. Đây như là một xứ sở thần tiên vậy. Phải có con người mà ăn nhá, nhục. Rất là nhiều mùi chè, mùi hoa. Cái bình tĩnh. Thơm lắm á. Ở đây có bao nhiêu men trà luôn. Cái này như mùi nước hoa luôn á. Uầy, có gì? Có mỹ phẩm nữa kìa. Đâu? Ý, cái này là tinh chất dưỡng da này em. Chị sẽ mua này về, chị sẽ mua cái này về. 23.000, tương nhiên là 400 gần, à? Gần 500.000. Thế thì em cũng mua giống chị. Bên cạnh vô số vị trà độc đáo là hàng trăm dòng sản phẩm được tinh chế từ trà, như sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm làm đẹp, bánh kẹo và những ly kem trà xanh hấp dẫn. Tất cả tạo nên một không gian đa dạng, đặc trưng và riêng biệt. Ở nhà nó cần tiền mà. 140.000 một cốc, cốc kem to từ này. Còn bánh thì là 5.500 won. Thế mình sẽ mua cho chị Ngọc Anh cốc kem, cái này là cái bánh. Ở đây đúng là thiên đường của trà mà. Đây đúng là một nơi tuyệt vời. Hồ. Cảm ơn em. Ngon ha. Phải gọi là trà xanh đích thực. Mà em mua chỗ này hết bao tiền đấy? Rẻ mà. Hết bao tiền? 20.000. Còn 30.000 thôi cũng được. Hôm được nay á. Nhưng mà đúng là chị mua bao nhiêu mà chị bảo còn 30.000. Chị mua chị không tính buổi tối ra, bây giờ ăn gì? À, bánh này, bánh này mình tiết kiệm đi. Tại vì nhiều quá. Bánh này mình trên đường ăn. Bánh này mình đi trên đường để ăn. Ăn kem với cả uống cốc trà sữa này. Với cả là trong trường hợp mà mẹ ăn không hết mình về mình tặng đôi kia. Chuẩn rồi. Em thấy chưa? Nếu như không phải là chị đi lạc đường á thì em đâu thể nào mà ngắm được một cái không gian mà nó tuyệt vời như thế này đâu. Nhanh nhanh nhanh. Đi đi đi.
chụp nốt nhá. Chụp nốt, chụp nốt, chụp nốt. Ê, tin nhắn của KTO này. Đâu. Vì thời gian đã hơi muộn, các bạn có muốn đổi địa điểm hay không? Dương nhiên là mình không được ra biển nữa. Nhưng mà... Chị thích ra biển à? Tối rồi, ngắm biển, ra biển buổi sáng ngắm hoàng hôn mới đẹp. Vâng, KTO, chúng tôi chấp nhận đổi địa điểm. We Hotel, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, nằm ở độ cao 350m so với mực nước biển. Tại đây, du khách vẫn có thể trải nghiệm được đầy đủ các tiện nghi hiện đại, bao gồm hồ bơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm thể dục, spa. Tất cả các phòng tại We Hotel có nội thất bằng gỗ, đều có hướng nhìn ra biển hoặc núi non. Ngoài ra, We Hotel được bao quanh bởi những khu vườn yên tĩnh nhiều cây xanh, là không gian để du khách đi dạo và thả hồn vào thiên nhiên yên bình, thoáng đãng. Tức là có cái gì xảy ra là em chịu trách nhiệm với cả chú này đấy. Đúng không? Thì hotel 안내원이시고요. 객실은 503호, 504호로 배정해 드렸습니다. 접고 오신 엘리베이터 타시고 네. 네. 뭐는 못 파워 줘. 하나. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정 khách sạn còn có rất nhiều dịch vụ tiện ích. Hãy cùng hai nhân vật chính của chúng ta khám phá và tận hưởng các dịch vụ này nhé! Hai nhân vật trong team sang chảnh vẫn tiếp tục tận hưởng các dịch vụ trong khách sạn. Với diện tích hơn 16 hectare, Hợp Tung San là khu thực vật cực lớn với vô vàn các loài thảo mộc và các khu công viên theo chủ đề khác nhau. Không chỉ lạc lối trên những con đường ánh sáng uốn quanh vườn thảo mộc, mà quán cà phê tình nhân lãng mạn cùng trải nghiệm xem phim ánh sáng 3D chiếu trên khách sạn trong khuôn viên này khiến đây thực sự là địa điểm lý tưởng dành cho du lịch tình yêu và du lịch gia đình. Hợp Tung San, một địa điểm an lành và thư thái, vô cùng lãng mạn và vô cùng tiện nghi. Wow. À, đây chính là vườn thực vật Hơ Đông Sam mà KTO có nhắn tin cho mình đấy á. Sao mà trên đảo gì em tưởng có mỗi biển không, sao mà nhiều thứ đẹp vậy. Cũng gục cái gì. Nếu mà không làm á, không về đâu. Mười lăm phút, nhanh lên. Không cần à? À, vấn đề là cái chữ Jeju trong tiếng Hàn nó như thế nào? Đây này, bình tĩnh. Đây. Ê, từ. Xuống. Thế em hỏi là cái chữ nó to hay nó nhỏ nhỉ? Ê, chị tìm được một chữ rồi. Đây. Sao liên quan gì đây? Đây, đúng rồi. Một chữ. Một chữ. Còn một chữ nữa, chắc chắn là còn một chữ nữa. Một cái trên tường rồi, sẽ một cái ở... Dính ở đâu đấy? Em tưởng à, một cái nhiệm vụ nào là... Ở đâu nhỉ? Không hiểu cái... Đâu? Đâu? Ui! Thề chứ! Khoai, cái quả này. Jeju trong tiếng Hàn. Còn thiếu chữ đảo. Đâu, chị nghĩ có khi nó ở ngoài vườn nè. Em lật cái đó, lật cái kia rồi, không, chắc chắn là không có trong này. Thôi mình ra vườn tìm đi. Lúc đầu chị chỉ nghĩ nó chỉ có biển thôi.
Mà em thấy cái này cũng có ở ở Mỹ này, ở Pháp này, ở Singapore nữa. Không ngờ là đảo Jeju lại có những cái buổi tối. Nhắm buổi tối thì nhìn cái gì? Tại mình bị lạc á. Đáng lẽ là bắt chuyến chuyến xe bus số 18 là đến từ Cửa Hư rồi. Hình như là nó mô tả về những người dân trên đảo Jeju ấy. Được một cuộc phiêu lưu ra biển chèo thuyền ý. Wow. Giống Harry Potter. Secret Garden. Thì ra là thế. Thế rồi. Đi tìm. Đi tìm hết giờ rồi, đi tìm. Ê, mưa quá. Cái trên cây mưa quá. Thank you. Mình có ô à? Ủa, thật là... Bức tranh lãng mạn quá trời. Thôi đi kiếm đi, trời, muộn rồi đấy. Đấy, bây giờ chị tìm đi. Bây giờ thi nhá, để xem đứa nào tìm được trước. Đẹp quá à. Lắm. Và bây giờ lãng mạn quá đi. Em tìm thấy một chữ rồi à, còn một chữ nữa à? Nó chỉ có 3 chữ thôi mà. Đều có thể tạo cơ hội cho hai người. Oh really? Đấy. I'm a princess. Chị thiếu người lái ngựa, em phải như này này. Ta ta. Đi tìm tiếp. Chị thấy. Em đến muộn. Hai chữ giống nhau. Thế là cả hai người đều thiếu một chữ đảo. Còn lấy đi. Ok. Với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ điều trị sức khỏe dưới nước, các spa trị liệu và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng, We Hotel là một nơi lý tưởng để vừa nghỉ ngơi, vừa phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe. Cùng lúc đó, thì hai nhân vật team sang chảnh của chúng ta đang trải nghiệm gì đây? Vào cất đồ ạ. Cất đồ gì? Nhanh đi. Không em đâu. Không em giống phòng... nhìn lại cũng giống phòng chị thật. Bé hơn phòng tổng thống chị ạ. Nè chị nhìn phòng đi, bé hơn phòng tổng thống nhiều. Bé hơn nó
không có quan trọng bằng việc nó đặc biệt hay không đặc biệt, anh hiểu không? Anh nhìn đi, mình đang nằm trên đá. Được đi spa và bây giờ tắm ở thể điện. Bọn em lúc chiều còn được đi du thuyền nữa cơ. Đi du thuyền, đi ra thể điện đấy. Bể gì cơ ạ? Bể gì? Bể điện khác gì bể số không anh? Có, nó cho điện và dần 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 hết. Được lắm. Mọi người gặp anh với cả những trận đi đâu? Đi mọi người đi. Thứ nhất là đi, còn đua xe. Đua xe, mọi người đi đua xe. Đua xe với nhau, xong rồi mọi người... Huy chương chị đâu, khoe đi. Huy chương, ngọc anh đã được huy chương. Đây, cầm chậm. Các đội của Hòa với cả Trung thì được đi tàu ngầm. Huy chương, tên. Wow, kiểu anh chị được đi tàu ngầm, kiểu dưới biển ý. Nhưng mà nói chung là bây giờ đang tắm thôi, chỉ phải tham thế thôi. Ê! Ô! Ô! Chú Thảo, chú Thảo, Phan Thanh Nhiễm ơi, chị Thắng. Ngọc Anh Thắng rồi mọi người ơi. Em cũng chưa hiểu vấn đề lắm. Đây, thôi. chú Đảo, anh nhìn chú Đảo thì sao? Ừ, là chị Thắng. À. Ngày mai anh sẽ cầm một cái lệnh bài. Bye.당신은 어떤 한국을 여행하고 싶으신가요? một hành trình mới, một trải nghiệm đẳng cấp và hoàn toàn độc đáo, khác biệt tại hòn đảo Jeju xinh đẹp. Một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất xứ sở Kim Chi. Đây chắc chắn là những kỷ niệm, những trải nghiệm không thể nào quên của các nhân vật trong chương trình Korea Khác Lạ Sang. Xin mời quý vị đón xem tập 4 để cùng các nhân vật khám phá những địa điểm đầy thú vị khác của hòn đảo Jeju xinh đẹp. Hãy cùng đón xem tập 4 đầy ly kỳ và thú vị nhé!